các bạn hãy cùng Triệu Phú Voucher đến với Pozzati, một quán trà sữa chuẩn vị Đài Loan nhé. Không chỉ lôi cuốn giới trẻ mà Pozzati còn thu hút cả những khách hàng khó tính như dân văn phòng và người trung tuổi. Đồ uống tại Pozzati thì vô cùng đa dạng và phong phú, từ các loại trà sữa truyền thống cho đến các loại trà hoa quả mới lạ. Trà sữa Đài Loan tất nhiên vẫn là ngôi sao được yêu thích nhất tại đây. Các vị trà sữa bán chạy của quán phải kể đến là trà sữa Pozzati đặc biệt, trà sữa sô-cô-la, trà sữa ô long dâu rừng. Nếu muốn đổi vị thì các bạn hãy gọi những cốc trà hoa quả cực thanh mát, giải nhiệt hiệu quả như là trà đào cam xả, trà dâu rừng. Các nguyên liệu pha chế mà Pozzati dùng hoàn toàn từ tự nhiên, nhờ vào đôi bàn tay khéo léo chế biến của các chuyên gia, tạo nên từng món đồ uống thơm ngon khó cưỡng. Đặc biệt hơn là trà sữa tại Pozzati thì không gây tình trạng ngán, uống nhiều vẫn cảm thấy vị ngon và tốt cho sức khỏe của thực khách.